nhà bác thì người ta chuẩn bị bỏ xe tạt xây vào xe cũ. Đấy bác ơi, con giới thiệu tiếp nhá. Bắt đầu mình đi cái đường này, một đường Cát Tiên này. Thì các bác còn nhớ, nếu các bác ngồi cẩn thận, các bác còn nhớ đây một năm trước, thì cái đường ven biển đây này, tham gia là nhà nổi đã hải sản rất là nhiều đúng không? Năm trước, nhà nổi, nhà bè, tàu đá ở đây rất là nhiều đúng không? Đấy, cái một năm nay trở lại đây, tại sao là không còn nữa? Là lý do là cái vịnh Cát Bà này là thuộc của tập đoàn Sun Group. À, nó mua hết cái vịnh này rồi. À, đấy, trong tương lai là cái vịnh Cát Bà nó sẽ bơm cát vào đây. À, và nó sẽ làm những cái khu tổ hợp trong đó ở đây. À, và
Đây là 10 năm nữa này phải ra đây à? Nó này lấn biển như kiểu là Hạ Long ấy các bạn. Như thế có được không? Như thế có được hay được hay không? Có sai quy trình không? 10 năm nữa có sao không thì bọn em từng ra. Đây là cái này có dừng lại không? 6 năm trước là sai quy trình của anh. Đang xuống. Đây. Tôi hỏi là hai chú ơi. Thế cha chính cũ đó đã sờ chỗ này chưa? Đây là con đường, nhưng mà bố đi bên trái đường ấy nhá. Đi xe nhá, đi xe. Đi đâu đây? Đi nhanh được chỗ. Đi nỗi Bùi Giảm Quyết nó buồn. Đấy, đi đằng sau đó.